Kính mời quý vị khán giả cùng đến với đêm Trung thu ở tổ dân phố Ngọc Trì của các cháu tổ dân phố Ngọc Trì. Đây có thể nói là lần đầu tiên từ khi thành lập tổ dân phố thì các cháu được tận hưởng một không khí Trung thu trọn vẹn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, không mưa và trăng đã bắt đầu lên rồi. Vâng, mời các bạn tiến vào trong.
Được rồi. Đi ra cái phạm. Không được, có biết đi ăn ở đâu không? Đi ra cái phạm. Mọi người gọi đi ăn cùng với cô ấy nhá. Mọi người gọi đi ăn cùng với cô ấy nhá. Nó Trung thu ngày ơi, đón chị Hằng Nga cùng với chúng ta. Mùa ca mừng ơi. Chị Hằng ơi, chị Hằng đâu rồi? Quệ ơi, Quệ ơi, chị đây. Chị Hằng Nga xin chào tất cả các quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh cùng toàn thể các em nhỏ của đội dân phố nhà chị ạ. Chị Hằng Nga đây rồi. Bây giờ chúng ta có chương trình vui đêm hội trăng rằm tháng 8 năm 2022 của đội dân phố Ngọc Trì thôi nào. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các em thiếu nhi thân mến, hàng ngàn không khí tưng bừng của thiếu nhi cả nước đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào đón kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chào đón năm học mới. Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, một trong ánh trăng rằm. Rằm tháng 8 hàng năm, trẻ em lại háo hức đón chờ một ngày đặc biệt. Trung thu hẳn chúng ta những người lớn cũng không thể quên được những ký ức tuổi thơ với đêm trăng đèn lung linh khắp xóm, tiếng trống tùng tinh với những điệu múa lân múa rồng, tiếng đồng ca của đàn con nít rồng rắn với một bát ngô lớn đầy những bánh trái, đặc biệt bánh nướng, bánh dẻo. Mong muốn tổ chức một chương trình trung thu đầm ấm ý nghĩa cho các em nhỏ của thành phố, được sự chỉ đạo của ban quân dân chính, được sự nhất trí của ban chấp hành chi đoàn tổ dân phố Ngọc Trì về việc tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2022. Chương trình là để dịp các em nhỏ thiếu nhi của tổ dân phố được giao lưu, gặp mặt, vui chơi bổ ích, đem lại niềm vui cho các em. Đó chính là lý do buổi lên chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đại biểu ông Đặng Văn Sự, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nước, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phan Đình Phùng, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ông Đặng Văn Tới, đoàn đảng ủy viên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phan Đình Phùng, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ông Đặng Văn Độ, Bí thư Hội chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Ngọc Trì, cùng các ông bà trong ban chi ủy, ban quân dân chính, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các tập thể cá nhân mặt tình cảm đã ủng hộ về tiền mặt và vật chất cho các cháu thiếu niên nhi đồng, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt xin trân trọng giới thiệu các bậc phụ huynh với đông đảo các em thiếu niên nhi đồng của tổ dân phố về dự, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh và toàn thể các em thiếu niên nhi đồng, sau đây tôi xin thông qua chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Một, văn nghệ chào mừng. Hai, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Ba, khai mạc đêm hội. Bốn, đọc thư của chủ tịch nước gửi thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu. Năm, văn nghệ và trò chơi. Sáu, phát quà và bánh kẹo. Bảy, phá cỗ và kết thúc. Sau đây tôi xin phép mời ông Đặng Văn Độ lên khai mạc. Xin kính mời ông. Hôm nay hòa trong không khí phấn khởi vui tươi của thiếu nhi cả nước đón Tết Trung thu, chính quyền, ban công tác mặt trận và chi đoàn thanh niên đã tổ chức ngày hội đêm trăng rằm cho các cháu thiếu nhi. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các doanh nghiệp, các cá nhân tập thể đã tài trợ bằng tiền, bằng hiện vật để địa phương có thể tổ chức đạt được ngày hội đêm trăng rằm thực sự ý nghĩa như ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu khách quý, khi cái nắng gay gắt của mùa hè qua đi là lúc những cơn gió heo may của mùa thu tới, là mùa các cháu háo hức đến trường chờ ngày chào đón năm học mới và đặc biệt là mong chờ ngày Tết Trung thu dành cho các cháu thiếu nhi. Các cháu thiếu nhi yêu quý, vui Tết Trung thu nhưng không quên nhiệm vụ học tập. Các cháu hãy nhớ mình là mầm non tương lai của đất nước nói chung và tương lai của tổ dân phố Ngọc Trì chúng ta nói riêng. Chính vì vậy các cháu phải cố gắng phấn đấu rèn luyện học tập để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô giáo, của bố mẹ và xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Thưa quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, việc chăm lo bồi dưỡng cho thế hệ trẻ tương lai là nhiệm vụ của mọi người, mọi gia đình, mọi tổ chức và toàn thể xã hội. Nên hàng năm để động viên khích lệ các cháu thì việc trao thưởng khuyến học và tổ chức Tết Trung thu cho các cháu đã trở thành nghị quyết không thể thiếu của ban chi ủy, chi bộ và ban quân dân chính địa phương. Với tinh thần trên, tôi đề nghị các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh tạo điều kiện quan tâm hơn nữa để các cháu có những sân chơi bổ ích và những ngày hội văn hóa ý nghĩa như thế này.
Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, chúc các bậc phụ huynh, anh chị phụ trách thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các cháu thiếu nhi luôn chăm ngoan, học giỏi và có mùa trung thu thật vui và nhiều ý nghĩa. Tôi xin tuyên bố khai mạc đêm hội trăng rằm. Xin chân thành cảm ơn. Nhân dịp trung thu 2022, Chủ tịch nước có gửi thư chúc mừng các em thiếu niên nhi đồng trong cả nước. Để tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Văn Duy, Bí thư chi đoàn, nên đọc thư của Chủ tịch nước. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thay mặt ban chấp hành, tôi xin đọc thư của Chủ tịch nước. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, nhân dịp Tết Trung thu, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong nước và ở nước ngoài cùng các cháu người nước ngoài ở Việt Nam bằng những tình thương yêu nhất. Năm nay, các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân trên khắp đất nước ta đang trở lại trạng thái bình thường. Tết Trung thu, Tết thiếu nhi lại về với đúng nghĩa là Tết đoàn viên. Các cháu được quây quần bên gia đình cùng các bạn phá phố trông trăng, giết những chiếc đèn lồng xinh xinh, chơi những trò chơi cổ tích và mơ ước những điều tốt đẹp. Bác hiểu rằng còn nhiều cháu thiếu thốn, thiệt thòi, kém may mắn trong cuộc sống, không được hưởng một cái Tết Trung thu đúng nghĩa và trọn vẹn. Song bác tin các cháu dù ở hoàn cảnh nào đều luôn có tinh thần lạc quan, cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Bác rất xúc động và tự hào khi liên tục nhận được tin vui các cháu đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn tự giác trong học tập, chăm ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ ông bà làm nhiều việc tốt. Nhiều cháu giành giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Nhiều cháu trở thành những công dân dũng cảm, quên mình cứu người bị nạn, là những bông hoa đẹp cho đời. Bác gửi lời khen ngợi các cháu vì những thành tích cao trong học tập, sự cố gắng trong cuộc sống và những đóng góp cho cộng đồng. Mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, Trung thu năm nay bác mong mỗi trẻ em đều được vui Trung thu đầm ấm cùng những người thân yêu của mình. Mỗi gia đình, các cấp các ngành và toàn xã hội bằng trách nhiệm tình thương yêu cần thiết tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong ngày Tết Trung thu. Đặc biệt đối với các cháu nhỏ mồ côi, các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, các cháu ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo, để tất cả các trẻ em đều được quan tâm phát triển toàn diện, được sống trong tình yêu thương môi trường an toàn lành mạnh. Các cháu hãy luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô giáo, thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, rèn đức luyện tài để mai này trở thành người công dân ưu tú cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước làm rạng danh dân tộc Việt Nam, đưa đất nước ta bước tới đài vinh quang để sánh vai các vương quốc Nam Châu như Bác Hồ đã đặt. Chọn niềm tin vào các cháu, mong các cháu cố gắng thi đua học hành, từ nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Các cháu hãy xứng đáng cháu Bác Hồ Chí Minh. Với thư Bác gửi đến các cháu muôn vàn tình yêu thương và hy vọng. Chị nghe nói các bạn của tổ dân phố chúng ta rất thông minh. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần chơi có vui có thử nhé. Các bạn có muốn chơi không nào? Các bạn có muốn chơi không ạ? Quà nhiều lắm nhá. Ui rồi, Quậy nhìn thấy quà rồi đây này. Nhìn Quậy kết quà cho mà xem đây này. Wow. Các bạn có thích quà này không? Thế thì các bạn chỗ vui có thưởng nhá. Lên đố vui nhá. Chị Hằng cứ thích ra để Quậy đi, để Quậy đố trước cho. Chị Hằng để Quậy đố các bạn này. Da trâu đầu rắn, chân ngắn cổ dài, thẳng gần đào đất, vẫn gần đến mai là con gì nhỉ? Các bạn nhỏ có ai biết không ạ? Da trâu đầu rắn, chân ngắn cổ dài. Em bé kia, xin mời em bé nào. Con rùa hả? Chắc chưa? Chuẩn chưa? Chắc chưa? Chắc à? Chắc lên liền quà thôi, đúng rồi. Con là con rùa. Con cua mà, lúc bảo con cua. Cua? Con rùa. Em bé lên liền quà à? Em bé lên chọn quà luôn. Con miến ơi. Hôn cái bò
lấy tiền đâu trả lời hả? Con cá bò thì gọi là gì ạ? B. B. Nhưng mà câu trả lời chưa chính xác à? Còn bạn nào có câu trả lời không? Chết rồi, đây rồi, nào, cái bạn ở xa xa kia kìa.
là đúng là quậy, quà là của quậy nhá. Đấy, thằng này, nó còn này mà trả là không đúng là quà là của quậy nhá. Quà này là quà của quậy nhá. Nào, nào, bạn nhỏ trả lời đi nào. Mặt trời sấm sốc. Bạn nhỏ này hơi lớn. Bạn nhỏ này lớn quá rồi. Không vừa. Bạn nhỏ này lớn quá rồi. Thôi nha, câu này vừa hỏi nhiều quá rồi. Giờ vừa công bố đáp án luôn này. Không quên mà đỏ là gì ạ? À? Là mặt trời. Không có mà kêu thì là cái gì ạ? À? Đúng rồi, sớm hết. Thế không kêu mà dụng thì là cái gì ạ? À? Đúng rồi, cái tại sao không trả lời hết một phát luôn mà cứ mỗi người một câu thế. Thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái gì?
trên đồng chim chim non thì công canh xóa tan sương mù chim trong hồ trong kim khối vương đó chim Việt Nam hót đi hót đi chim hót cho mặt trời hồng quê ta hót đi chim hót đi chim hót cho đời nhọc nhằn trốn xa we
Chúng con sẽ
lên đàn quà cười thế nào.
Thank you.